sao chặt chứ hả? Sao chặt chứ bạn? Chàng ơi. À, qua cua. Bởi vì xuống cái cầu dạy thẳng thẳng mới được. Dạ. Mặc váy là đứng hai chân là nha. Wow, thấy chưa? Ghê chưa? Đứng suốt luôn á, đứng mấy mười mấy 20 phút luôn á. Mới lại được hưởng bọc liền. Ô, bánh tét. Một đòn như là nhiêu nếp gì chạy? 350 gram. Hãy xong là mình đẩy qua đây. Wow. Căng, mình chỉ là căng nếp thôi. Căng nếp vô lá. À. Mình đưa cho người ta. Giống như là mình chia khâu ra làm. Wow. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Ừ, quá đẹp luôn. Tự gói tự khen luôn. Tự khen luôn, tự diễn luôn. Dạ. Người ta gói là cô chỉ đất thôi. Nè, cô nứt không? Ờ, cô nứt đẹp. Quan trọng là nứt mới đẹp, mới heo heo thôi. Vậy là người gói xấu, mình sửa lại cũng vẫn đẹp hỏi. Dạ. Không? Đẹp. Cái nứt bự mà cái dạng đầu nhỏ quá. Cái này là, không có, cái này là tiểu. Cái này là kiểu. Kiểu à, kiểu. Đang gói nè cả nhà. Đây. Cái cốt dừa nhiều vậy đó con. Dạ. Hàng ơi. Béo lắm. Chào chú. Tại con thấy ở trong bếp mà nấu bánh tét toàn là phụ nữ mà, có nên chú là gói đàn ông gói à? Khéo. Chưa có ai nhìn hai tôi đó. Khéo tài dữ ha. Chú bác mình có gì đâu hả? Ừ, khỏi học luôn hả? Ừ, chú bác mình là. Có ta làm sao nó mà làm như vậy? Chứ hồi nào giờ Quynh gói bánh nè, không học ai chứ. À, khỏi học luôn. Mà nội nhà gói thì cứ tiếp tục theo quá làm à. Tự nhìn là tự học à. Dạ. Ông bà để lại ngày xưa, ông bà mình làm cái mình nhìn lén ha. Mình làm tiếp. Có mình khác ai mà. Dạ. Nhìn tới đó mình coi tới đó mình làm. Mình làm tiếp. Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2024 âm lịch. Em đang có mặt tại Dinh Trung Sơn, đồn Bảy Thưa. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tới chánh lễ cúng Dinh Trung Sơn năm 2024 cả nhà. Ở đây là thuộc ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Trước khi đi vào dinh thì em bắt gặp được một chú chó đang ngồi ngậm một cái nón lá để xin tiền nuôi nguyên đàn em. Cái này độc lạ luôn các bạn. Ngậm cái nón xin tiền nè các bạn. Ờ, ngoan quá vậy. Con chó này mấy tuổi rồi bà? Dạ 2 năm rồi. 2 năm rồi bà. Để tập cho nó vậy đó hả? Chứ thương quá vậy. Cô mình cho nó xong rồi mình lấy lại nó cho không cô? Cho hả? Dễ với chàng. Dễ với chàng. Dễ quá vậy. Lấy lại cũng cho luôn. Bà cho nè. Bà công an lo gặp rồi nó hút con chó rồi luôn ha. Có đâu, ăn số. Tới số hả? Ừ. Bà đi xin không được nha, cấm cái nè, tới số đây nè. Mà không có bỏ ra. À, bán số rồi ai cho con chó thì lấy luôn phải không con bà? Dạ. Không cho tiền chó hết chứ không cho. Đây nè, tới số đàn bà cũng ơn. Bà cho con chó tôi đi. Đâu không? Dễ thì tôi biết đâu không, chỗ khó khăn thì bán số thì đâu có xin tiền đâu. Chừng nào tới lễ chú? 21 chánh. 21 chánh bữa nay 18 phải không? 18. Dạ. Ở trong đó bữa nay nấu gì chú? Hả? Rồi, trong đó bữa nay nấu chưa? Nấu nước sâm, nấu cơm mình cũng tùm lum hết. Dạ. Ông chú treo bản cấm ô tô. Hello. Nó cắn bây giờ.
mấy phút rồi? Không biết, 2-3 phút gì mà nó cứ cắn vậy mà. Ý bà nuôi tới mấy con chó lên kìa. Ừ, cây chứ. Không bị chạm. Trời, nó chết nữa. Nó không có nhả ra đâu. Nó khỉ nó bắt khỉ thả về gừng nữa. Chết. Nó không có thả ra, nó không có nhả ra nha. Khô quá nha. Kìa nó gặp người nó dòm kìa. Cái mặt con quá hả? Cái mặt con này là nhìn thấy cưng nhất nè. Con chạy nó làm sạch sẽ dữ lắm. Dạ. Đâu đã chơi dơ đâu. Thôi cho anh 2 triệu. Con này nó sạch cho máy cho con ăn và dễ thương đó. À, ngậm vô. Cái nhiệm vụ của con là phải ngồi đây ngậm chờ có khách tới. Cái này là có làm mới có ăn nè. Có làm mới có ăn. Vậy rồi vé số đứa nào bán bà? Dạ. Con chó nào bán vé số? Con này bán vé số luôn hả? Dạ, nó để số trong nón nè. Xíu để số trong nón. Ờ, bà vô trong kia bà mua vài bô đồ mà quấy á cho nó mà. Bà có thiếu đồ trai gì ta cho thiếu gì. Dạ, có váy luôn kìa. Vậy là con gái hả bà? Dạ. Có cái dạ. Không? Được. Được tụi bạn đâu, bạn đâu con gái luôn. Được mà có dạ. Bạn váy. Con khỉ. Bà nuôi một con khỉ nè. Với ba con chó. Với con chó kia nó ngồi nó xin tiền. Một con là kiếm tiền nuôi bốn con này. À. Bà thì bán số, còn con chó thì ngồi xin tiền ai cho thì lấy. Chú cũng cho kìa. Ngậm lên đi, có chú cho kìa. Kia ơi, kia ngậm lên đi con. Bao nhiêu số kìa, nó. Bỏ vô. Cả nhà đó. Bán số được cả nhà. Ai lấy số thì lấy. Chú mua số hay chú cho con kia? Cho luôn hả? Cho thì lấy, cho mua số thì mua. Mua số thì mua. Bà con ơi mua số đi sao mặt buồn hiu vậy? Không có chồng con gì hết á. Làm với đàng hoàng con. Chúc mừng cho ai. Ta đang ngậm mà bà cứ trộn đồ ăn trước mặt người ta không à. Sao ngậm nổi? Sao thử thách căng người ta bán số mà ngồi kế bên trộn thao đồ ăn vậy đó. Sao ngậm nổi? Chú ơi, thương con đi. Cho kìa. Có mua số, mua số đi. Đã bán số đây không hả? Vậy sao nó hết. Vậy. Bà trả gì vài bữa nó bự chặt lòng rồi sao mà mở được. Cái lòng nó bự lắm nào mà. Cái thằng cừ đó ai nuôi đó chạy giúp cho tiếp rồi đưa cho nó lấy tiền lại nuôi cái ông làm ống kính trên kìa. Làm gì? Ông kính trên đó, ngồi ngủ trưa đó. Ống kính. Cái cây chọt cái miệng ông ơi. Nghe nhấp nhấp nhấp. Bà đang nói là nó ngồi chưa nó buồn nó cười hết. Đại đó rồi, của mình nó cười nó cười. Nãy giờ nó thấy giỡn cái ngủ rồi. Làm cái hoài vậy. Ngủ vậy. Không sao mà. Ê ơi. Ê ê ê. 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 Kìa anh ta cắn lộn mà anh cười kìa. Em nha, em nha. Hay là nó khóc mà nó cũng thành tiếng cười đó. Không có nghe nó cười không à. Cười giờ mình dậy rồi coi kia chưa tính làm he he nó làm nó ngồi cười hoài vậy nó cười ra tiếng luôn hả bà cười ra tiếng luôn rồi ừ. Nó lớn rất lỡ kìa cười ra sao làm sao cho nó cười ra tiếng giống như bà mới tả lui đâu ạ à? Lui vô kẹt à hả nóng mà hả con đi leo đi leo à đi leo đi leo đi leo đi leo cởi ba cái đồ này giặt tay hết trơn cho nó đồ con gái hả con gái bữa ta cười hoài là phái rồi
bà nói mấy con cái này người ta không mua, không có nuôi, không có nuôi. Rồi bà gặp đó, nó đi lang thang các bà là bà lấy mà nuôi, là mà nuôi là bao hứa này cái không, cái không à. Chỉ có con lu là đực thôi, đực hả? Lu đực rồi bà cũng cho mặt đầm luôn, đầm luôn. Ừ, đứa mặt ở đây coi nè, đây nè con dưa leo. Dưa leo cái con này nó xăm lắm nè, nó mới cho nè, nó mới cho nó lên gạch tị, nó lâu lâu cái nó đè nó cắn nhỏ nhỏ la làng la la hai cái nó ngọn cừ vào cái chó này, nó thấy chó này nó cừ cái nó bỏ nó đi, nó bỏ nó đi đi chỗ khác nằm, hai cái bụng bụng lại cắn nữa ở chỗ hai đứa. Sao chặt chứ hả? Sao chặt chứ bạn? Cắn công điện nè. Chàng ơi. Qua cua, qua cua. Bởi vì xuống cái cầu chạy thẳng thẳng mới được. Qua cua. Dạ. Không sao, không sao. Đây là đường vô Vinh các bạn. Bây giờ mình đi vô Vinh xem hoạt động trong đó, chuẩn bị nấu ăn và chuẩn bị đón ngày chánh lễ các bạn. Mời cô chú anh chị xem video ngày hôm nay nha. Xin chào cả nhà. Sáng hôm nay là 18 tháng 2 năm 2024. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới Vinh Trung Sơn chánh lễ các bạn. Hôm nay em sẽ cập nhật tình hình cái công tác mà nấu ăn rồi xung quanh Vinh Trung Sơn. Bà con hôm nay em thấy rất là nhiều người về trước. Cũng không mấy gì đông các bạn. Chỉ đa số là những cô chú làm từ thiện nè, những cái tổ từ thiện, những cái tổ cơm, những cái tổ nước miễn phí thì bắt đầu cho từ từ rồi. Rồi ngày mai ngày mốt bữa kia mới chính xác là tới lễ rồi. Hôm nay chỉ mới chơi gặp thôi. Đang đứng phía trước Vinh nè các bạn. Có hai con hạc này làm lâu lắm các bạn. Kiến trúc cổ làm bằng xi măng với miễn chén. Đây con hạc. Hôm nay vắng người nha. Tới lễ là đứng chỗ này là không có chỗ đứng luôn các bạn. Hôm nay mình có thể đứng đây luôn á. Tới lễ là không đứng được luôn. Khu vực bên đây là để cho bà con tới ngủ nè. Ngủ tập thể. Đây là chỗ nghỉ ngơi nè các bạn. Ở đây thì có con Phụng.
Năm nào thu hoạch lúa xong á thì Vinh là tới cúng Vinh. Mà đa số bà con ở đây người ta kêu, ta gọi cái tên của Đức Cố Quản Trần Văn Thành là ông Cố các bạn. Kêu người dân ở đây người ta đã tin tưởng, những cái lúc mà mặn ăn không được hoặc là chậm con cái gì đó thì người ta về đây người ta cầu xin, xin ông Cố cho có con hoặc là xin ông Cố cho làm ăn được. Tại vì họ tin tưởng ở đây là đất của ông Cố. Khu vực này che gạp hết luôn. Đây là di tích minh chứng gỉ sắt lò rèn. Đây là những viên người ta gọi là cất sắt. Khu vực này ngày xưa là rèn binh khí các bạn, rèn dao kiếm để chiến đấu chống Pháp. Bên đây này, có người đang mài kiếm nè. Nơi thờ Tự Tôn, Nghiêm xin đừng tổ chức ăn uống nơi đây, chân thành cảm ơn. Gồng phụng Tam Hoàng Ngũ Đế. Ở đây có hai Hồng Hạc, hai ông Hồng Hạc với ông Kỳ Lân. Đây là mộ ai mình cũng chưa biết nữa các bạn. Anh em mộ ai chứ cô? Mộ cô ông Năm. Mộ ông Năm. Dân vui là Năm Ly. Dạ. Lúc nãy con thấy cô vuốt vô tượng ông hổ là có ý nghĩa gì cô? Vuốt như cái giò với người ta đi hai giá, người ta vuốt vô giò tay rồi đó. Cho hết bệnh hay sao? À. À. Ông hổ cô, mà. Cô ở đâu vậy cô? Ở Đồng Tháp Sa Đéc. Dạ. Năm nay mình đi sớm hay sao cô? Nay đi sớm nè, mai mốt là mới kia nó mới nhiều đông. Đông rồi mà mình thấy đông mình ngại đi hay sao? Ừ. Dạ. Tại vì thường năm đi đông có những tình huống là giật đồ này kia mình cũng ớn phải không? Mình đi trước bữa hai bữa. Nó khỏe. Chưa mấy bữa đó đông bị chen lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ coi dạ dạy ra ngoài nè. Ở đây giờ ta có con rồi đâu. Ở đây là cúng chay không thôi. Cô không biết, cô nói là ở đây tưởng nó là cúng mặn. Không hiểu vì sao mà bị tằng hắng qua cả nhà.
ở dưới này là hồ sen, ở phía trên hồ sen là có cái ảnh của Bác Hồ. Sẵn mình đi qua đó luôn, rồi mình đi xuống khu vực bán buôn rồi bếp ăn. Lúc nãy mình mới vừa ăn cơm chay xong ở trong Vinh, ở khu vực những cái nhà cơm chay từ thiện. Này có ông Quy đang ngậm thanh kiếm nè. Đây có thờ lúc trước thì mình thấy ảnh Bác Hồ, còn năm nay thì mình không thấy ảnh Bác Hồ, không biết là di chuyển cái ảnh về đâu. Bây giờ chỉ có bản đồ Việt Nam thôi. Bản đồ Việt Nam. Ở phía trong này thì có 8 ông rồng. Ông rồng xanh, ông rồng đen, 4 ông rồng màu vàng, ông rồng màu trắng và ông rồng đồ màu đỏ. Chí công liêm chính, vô tư chí công liêm chính. Cần kiệm. Chào ông. Chào ông. Đây là Tây Môn, bên kia là Đông Môn. Ở chỗ này thì có một cái công viên, có hai ông trâu. Không biết là mấy chú đang làm gì ta. Cái vỏ này như trị bệnh hay sao? Làm thuốc hả? Cái vỏ này vỏ gì vậy anh trai? Vỏ bồ đề. Vỏ bồ đề trị bệnh gì? Nó nhiều cái phối hợp vô. À quýnh vô một cái mới gỡ được. Nhiều thứ đó. Dạ. Chứ không phải nó biết nó nói là chẳng hay là nhiều thứ phối hợp vô. Dạ. Bởi vì mình uống nước đá phải có đường, thì phải có cà phê, cá chiên sâm nhân sáo gì nó mới ngon. Cái này nó cũng y gan vậy. À, mình đem về thì nhà thuốc nam ha. Nhà thuốc nam đúng. Cái vỏ. Cái cây bồ đề gì mà to dưới cái tàn. Cây này trên 100 năm. Dạ. Yeah. Trên 100 năm rồi ha. Theo mình biết á. Ừ. Chiếc cây bồ đề tôi ở nhà có 10 năm, 20 năm ở chút xíu. Nó chứ 20 năm, trên 20 năm. Một xíu xíu. Cái cây thưa ở đây còn cây nào không anh? Cái thưa hả? Ừ. Cái thưa hiếm à. Hiếm à. Tại vì nghe nói ở đây là đồn bảy thưa. Là có cái cây đó tên cây thưa phải không? Cái cây thuốc đó. Cây thuốc luôn ha. Ừ. Hiếm à. Tại hiếm. Vì lúc trước á thì nó nhiều.
mình tưởng nó là tên của một người, nhưng thật sự mình nghiên cứu về trong sách thì mình biết là cái đồn Bãi Thưa nghĩa là ở đây là một cái gừng thưa, một gừng cây thưa nhiều lắm. Cái đó là hồi còn xưa nó quan gừng á. Dạ. Chỉ có chứ giờ nó phá. Giờ không còn cái thưa nữa ha. Đúng rồi, không còn. Dạ. Mà cái hình dáng anh biết không? Biết cây đâu? Biết chứ. Biết cây đó ha. Cây thuốc. Cây thuốc. Mình biết cái thuốc mình mới làm thuốc được chứ. Dạ. Còn cái cây này cây gì mà xung băng vậy anh? Đây nè. Cây dầu. Cây dầu hả? Cây dầu. Wow. Cây nắng cây. Trời ơi. Cây dầu. Cây dầu. Còn này cây bồ đề. Cây dầu nó hình dáng nó cũng tương tự cây sao ha. Cái xuông băng. Đây cây đó cây bự á. Dạ. Dạ. Cây bồ đề. Lấy cái vỏ đó để đem vô tiệm thuốc, vô thuốc nam, phòng thuốc nam để phối hợp những cái vị thuốc khác để trị bệnh giúp bà con. Ôi ôi cái vỏ đó. Có cái hàng hay bắt anh kia ghê quá trời luôn kìa. Dạ. Bắt cái sang là ông tự tại vì chỗ chủ định. Chủ định. Mình làm cái gì mình cũng lại mình xin. Xin trước, trước khi mình làm. Ừ. Như mình trước mắt là mình xong mình xin ông thằng dược, bà thằng dược thuốc nam. Dạ. Cho con xin cái thuốc này con diện làm thuốc. Làm đâu chết bệnh ấy. Một với hai đó là mình xin mấy ông khổ này nè. Với đất đai. Mình nói nhá, mình giái nó phép nhép gì đó. Dạ. Để cái đó mình xin đó. Tin về phần, xin về phần tâm linh ha. Đúng rồi. Xin mới được. Cây lớn là phải có mấy ông giữ. Cũng như giờ tôi lại nhà chú đi. Mà tôi không có nói gì nữa. Ủa ông đi đâu ông làm gì? Mà tôi nói tôi làm cái này nọ. Tôi trình chú rồi không có sao. Dạ. Rồi ai biết rồi hỏi chú nói. Ôi nó lại nó trình tôi rồi, nó nói này là đâu ai nói nữa. Dạ. Rồi ngặt cái tôi làm ngang rồi xuống hết cử. Dạ. Thì những cái cây thuốc cũng vậy, cây thuốc nào cũng vậy. Cây thuốc là một phần là một cái sự tin tưởng nữa đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha anh. Đây. Dạ cảm ơn anh. Cây bồ đề trên 100 năm. Giờ mời cả nhà mình đi qua khu vực nấu ăn. Những cái mái che như thế này là mình người ta mình mướn hết cho anh hay là người ta đem lại che cho Vinh? Cái này mình không biết ha. À. Chắc em nghĩ là những người ta làm từ thiện quá. Dạ. Dạ, những cái chỗ mà người ta cho thuê á. Kiểu như người ta muốn từ thiện. Từ thiện, kiểu như muốn lâu lâu rồi cúng vinh lần vậy đó, kiểu vậy. Làm chút phước lành vậy. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Ở đây là giữ xe là không tốn tiền. Mình đi từ ngoài vô. Cho cô chú anh chị mình ở xa có về đây cúng vinh. Ở khu vực này là thuộc xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh An. Cái bãi giữ xe rất là to luôn các bạn. Ngày mai, ngày mốt, bữa kia là cứng ngắc luôn. Ở đây là trạm cơm số 3. Mình vừa tham quan trạm cơm rồi mình vừa tham quan mua sắm luôn nha các bạn. Ở đây bán đồ rất là nhiều luôn. Cái khu vực này gọi là chợ lễ hội các bạn. Những cái lễ hội là người ta về đây người ta bán à. Chạy nhanh quá vậy. Chợ lễ hội
chờ lễ hội. Cứ có lễ hội là người ta đi về ta bán. Ở khu vực này là khu vực vui chơi nè, nằm ở dưới ruộng luôn á. Chào chú. Mai quay đẹp quá ha. Chào cô. Vậy là những cái lễ hội là cô lên lịch chứ hả cô? Lên lịch. Lên lịch hết. Lên lịch mới biết chứ. Dạ. Không lên lịch mình đâu có biết. Lên lịch là năm cứ nào cũng đi vậy đó. À. Mình còn phải mướn chỗ trước vậy đó, cần đặt trước ta. Vậy tỷ ngồi năm nay rồi đó, như vậy là mình phải dặn lại sang năm, mình dặn lại luôn vậy đó. À. Mình có chỗ đẹp. Để mà cưng không dặn thì người khác ta đã đặt chỗ của mình cái này đó. Dặn cọc trước. Không có dặn cọc, khỏi dặn cọc, mấy cái chỗ kia là phải dặn cọc. Còn như cái đình này bán hoài khỏi dặn cọc. Quen rồi. Quen rồi. Không biết mình là ở đây mình mướn nền cao không cô? Mỗi năm thì nó gửi năm nay cao 1 mét như là 600 ngàn. Một cái ô giờ 1 mét gì 600 như cái ô cô bán gì là 1.8 triệu 3 mét. À 1 mét là 600. Đúng rồi. À 1 mét vậy đó, tính mét mét tới gì đó. À vậy là trong dinh người ta thu tiền. Cái này không phải trong dinh mà là của mấy người của ủy ban gì đó. Ủy ban người đó đó. Dạ. Không phải trong dinh. Không phải trong dinh. Trong dinh thì từ thiện. Đúng rồi. Rồi kia thì người ta gom tiền để người ta làm cái chuyện công ích khác của anh ta. Ủy ban nghe. Dạ. Nói là của ủy ban. Dạ. Chứ không phải của. À, cô bán đồ cũng rất là rẻ nè cả nhà. Ba cái 100 ngàn. 100 luôn. Ngàn rồi. Con đi ghi hình cập nhật lễ để cho có bà con nào đi viếng biết. Bữa nay thì còn hơi vắng chứ còn tới bữa ngày mai là bắt đầu đông luôn rồi, đông dữ dằn lắm. Dạ. Mở đây là lãi cơm suốt 24/24. Ở đây là mấy chạm cơm cô? Rồi 5 chạm, 6 chạm gì lận. Nhưng dạ. Mà bữa nay mới có chạm cơm số 3 nấu thôi. Dạ. Sáng giờ con cơm chưa? Mới đi bỏ nặng. Yeah. Coi như là không có, sáng giờ em chưa bán, mới gửi tiền về trơn rồi. Cơm chay ngon ha. Cơm chay ngon nhiều lắm, người ta có đổ bánh xèo đồ này kia đủ. Yeah. Chứ cô quê ở đâu cô? À, cô ở ở Cái Dầu đây nè. À, Cái Dầu cũng thuộc huyện Châu Phú. Dạ. Yeah. Ở Cái Dầu cô bán thường ngày thì cô bán chợ Dầu. Dạ. Yeah. Vì những cái đình, những cái lễ như thế này bán thì nó sẽ nhiều người hơn. Yeah. Nhiều đông hơn, bán kiểu bán không kịp. Trong khi mình muốn có mấy ngày mà 1 triệu mấy 2 triệu đó. Dạ. Còn như mình bán chợ thì một tháng mình mới có 1 triệu mấy 2 triệu hả? Dạ, vậy trong tháng này hết lễ này mình đi đâu nữa cô? Cái ngày thì tính đi lên Châu Đốc. Chị Tôn. Châu Đốc Chi Tôn. Ở Chi Tôn. À, con nghe nói là gần tới này Tết cũng Tết Khmer hả? Đúng rồi. À. Hay là chùa Phật Chùm. Chùa Phật Chùm đó. À, chùa Phật Chùm. Dạ. Vậy là hết lễ này tới lễ chùa Phật Chùm. Đúng rồi. À. Rồi chào cô nha cô. Dạ, cảm ơn cô ạ. Năm nay anh thấy sạp bán nhiều dữ anh. Quá chàng tre luôn nè. Ý là về có mấy tỷ làm gì. Đây cái nè. Quá chàng luôn. Bây giờ mình đi vòng vào nhà bếp nha cả nhà. Đi vòng vào nhà bếp xong thì mình sẽ qua cầu và đi lại cái tháp. Hình như năm nay người ta cho lên tháp đó các bạn. Cái năm trước không có cho lên. Này cả nhà, người ta chuẩn bị nước hết trơn. Đây, nguyên một đống rau củ. Có sả nè. Bắp cải. Đây là ớt chuông, rồi đủ món luôn, cà chua này kia, quá chèn luôn. Rồi chị đang lặt sả này cả nhà. Sả cái này nắng quá nắng rồi, nó bị héo cái đầu chưa ha. Nắng quá nắng. Khâu làm sả. Bên nào bào chị? Không biết, chỉ biết làm cho nó thành phẩm bên đây thôi. Còn bên nào bào thì chuyện của người ta. Chị khâu hết trơn ha. Nấu cơm ở đâu chị? Nấu cơm bên đây ha. À giờ này
Ở bên đây củ hủ dừa. Wow. Một ấy là một cây đó hả chú? Ôi, củ hủ dừa non quá các bạn. Cái này mình làm món gì chú? Không biết luôn hả? À, chị mới biết biết làm thành phẩm thôi. À, chú làm sao? Chú làm cho con xem nha. À, chú cái gì? Cái này chắc người ta đốn mấy ngày hả chú? Hay là mới đốn? Không biết luôn hả? Ở ngoài nó đen, nó vàng, nhưng ở trong nó trắng nha. À, trắng tươi nè. Trắng tươi nữa không? Lấy củ hủ mà cũng khó khăn quá ha. Đâu dễ ăn đâu. Lâu rồi. Máy bây giờ mình bữa bằng búa, bằng đu bằng búa khó quá. À, tước ra vậy đó ha. Không dễ ăn đâu. Dạ. Cái cây dừa này chắc bự lắm hả chú? Ở Cà Mau đâm lên. Không có, này ở đây. Đây. À, chú có Cà Mau lên làm phụ trong bếp, phụ khâu nấu ăn, phụ nấu ăn. Đi làm phụ quả. Dạ, phụ quả. Chú làm mấy ngày chú? Mới lên ngày qua. Dạ. Ở dưới thì chở tụi tôi cho tức cơm từ thiện. Chú chở gì tôi lên hả? Lên tất cậu mới chở xuống. Dạ. Nó nhiều lớp quá ha. Thank you.
cái này miếng non thôi chú. Ăn đi. Ăn đi luôn hả chú? Lưỡi mèo. Lưỡi mèo. Cái này là ăn cái bùn chuối á, cái bùn dừa á. Ừ. Lưỡi mèo. Cái này ăn được luôn hả chú? Ừ, nó ngọt dữ ta. Đúng rồi. Ngọt. Béo, bùi. Thơm. Có những người ta không biết, người ta nói củ hủ vậy. Dạ, củ hủ dừa là do nó nằm ở dưới gốc. Nó nằm trên ngọn phải không chú? Hả? Nó nằm dưới gốc hay nằm trên ngọn? Dưới gốc. Cái gì? Nó lên lá, ra lá mới có củ hủ dừa. Mà đốn thường thường đốn trên ngọn hay là đào dưới gốc? Ngọn. Trên ngọn phải không? Đốn chặt lá mới chặt ngang từ mà lên đâu năm cháu bẻ gì đó là chồng lấy củ hủ đó ha chú. Ừ. Còn lưỡi mèo nè, giống như cái lưỡi các bạn nè. Dạ, giống như cái lưỡi kêu bằng lưỡi mèo. Bây giờ người ta trồng là lấy củ hủ, còn ngày xưa trồng là trồng lấy trái thôi, cho nên là mình chặt cây dừa lấy củ hủ là bỏ nguyên cây dừa. Mấy năm mới được đi lớn. Dạ. Thôi trồng năm trước qua năm sau tôi lớn đâu. Mấy năm mới được lấy con hủ ha. Ừ. Thường là 3 năm chú. 2 năm. 2 năm là có con hủ rồi. Đây là cái lưỡi mèo nè các bạn. Lưỡi mèo là cái quầy dừa. Lưỡi mèo. Rồi cảm ơn chú nha chú. Tất cả xong rồi kìa. À. Trong này có lưỡi mèo nữa nè. À, liên tục luôn á. Ừ. Xin chào cả nhà. Đây là nồi cơm ở trong Vinh nha. Mình đang nấu cơm. Nấu cơm không anh? Cơm. Cơm. Cơm với bánh tét. Cao quá. Cơm với bánh tét các bạn. Đây quá chèn luôn nè, đồ ăn rồi. Cà tím. Ở phía ngoài đây thì bán quần áo, giày dép đủ thứ. Còn cái dãy này thì nấu ăn. Hôm nay thì chỉ có một cái chỗ nấu cơm thôi. Bắt đầu từ ngày mai là nhiều hơn, tại vì số lượng người đi nhiều hơn thì nấu nhiều hơn. Mình thấy phía sau này đang lặt gao.
làm rau muống các bạn. Đây những cái nồi khổng lồ chuẩn bị nấu ăn nè. Tủ nấu cơm cao cấp tại Việt Nam. Cái này là tủ nấu cơm các bạn. Giống như cái máy lạnh ấy, cái tủ lạnh vậy đó. Mà nó bằng inox ở ngoài. Đó, nó bằng inox ở ngoài. Cái tủ nấu cơm. Cả nhà thấy nguyên đống rau muống nè. Rau muống chuối quá trời luôn, mít nữa. Người ta đang trải một cái miếng cao su để đem sản phẩm xuống. Nay đang chuẩn bị xuống trái gì vậy anh? Xuống rau củ quả. Rau củ quả hả? Đây xe tải luôn. Đây xe tải luôn. Quá đầy rồi. Mới mở cửa ra là tràn xuống rồi. Ông hai đâu ta? Khổ qua. Dưa leo. Mày tự lấy không? Mày đi cơm có cơm không? Có luôn, nhà nhà chạy bên nhóc bên đó. Mày bắt cái con cho mày. Mày cho mày lấy giỏi hơn. Để chú mình tự chạy cho. Đúng rồi nha. Ôi, quá ok. Cho lấy đi mình đi cơm. Đi. Đi một xe luôn cả nhà. Xuống đi, đằng xe kia lên tới đó. Chạy nói luôn chứ. Xuống lẹ rồi mà cho xe này ra, xe kia vô đó. Cái này đâu chạy về vậy anh trai? Lâu Dung à. Chụp đi, chụp dây hấu nha. Buông đẩy đi mấy chút kia, mấy ông lựa, mấy ông tách ra.
mới lại được hưởng bọc liền. Nhẹ nhẹ bãi bọc nha. Xa xa ra. Vừa quá chèn luôn các bạn. Quá chèn luôn. Ở phía sau là nhà vệ sinh nha các bạn. Khu vực cấm mua bán đây, khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm nè. Đây là ở trong dinh Đức Cố các bạn. Khâu nạo dừa. Ê. Khâu nạo dừa.
Bên đây thì hai con này đang sắp chén các bạn. Bên đây là mình sắp chén phải không chị? Bên kia gỡ chén, bên đây sắp chén. Hả? Tổ mùng mền. À, tổ mùng mền. À, tổ mùng mền. Dạ. Đây là giáp lưng cốt. Này dắt xong chưa? Này dắt xong nữa phải không? Dạ ở đây. Chiều 4 giờ vô bếp quay xào nếp. Xào nếp. Có bánh tét hả? Đang gói bên kia. À, đang gói bên kia hả? Là khoảng nhiêu đòn chú? Hôm nay gói 8.000 đòn. 8.000 đòn. Wow. 4 giờ chiều nay là gói là xào nếp. Bên kia đang gói ha. Bên này đang ép nước dừa các bạn. Ép nước dừa có bánh tét. Đây là nước cốt, nước dừa đó phải không? Nước dừa. Nước nước trắng này là nước dừa luôn ha. Không, cái này là nước lọc anh. Nước lọc à, nước lọc. Ôi bánh tét. Cái nào này hấp bánh tét hả vậy? Cái gì chưa mấy đâu luôn. Bánh tét gói đâu vậy? Bánh tét gói đâu vậy? Bánh tét gói đâu? Đi vô luôn hả? À? Đi này thẳng qua ha. Rồi rồi, cảm ơn, cảm ơn. Dạ dạ. Ở đây thì đập chế dừa làm hai. Nhiều khâu quá. Cho qua Quỳnh ơi. Mấy anh này đập trái dừa làm hai nè. Cái mọng mình ăn hết trái dừa luôn ta. Ui. Cái mọng hết trái dừa luôn mày. Dừa khô mà dắt gì nè các bạn. Này dừa khô phải không anh? Dừa khô. Rồi. Dừa khô lọc vỏ rồi. Rồi xong rồi này chắc đóng vậy nè. Khâu chuẩn bị nấu bánh tét quá trình nhiều luôn, 8.000 đòn. Rồi mình đi qua xem mấy cô đang gói bánh tét nha. Đây. Ê, ở đông dữ vậy. Chào cô. Cô gói bánh tét gì cô? Viên chuối. Dạ. Con nghe nói năm nay gói tới 8.000 đồng nữa hả cô? Dạ. À. 20 bao nếp. Dạ. Wow. Đây này, cô đang gói nè các bạn cả nhà. Đang buộc à, gói bên kia. Đang buộc vô chùm. Đang buộc vô chùm. À. Vậy là có khâu hết trơn ha. Dạ. Có khâu hết. Ở bên đây là sữa là lột nữa nè. Vậy đó hả? Ừ. Ừ, bà ra đi gọi phòng vô luôn. Đó. Ai nói chuyện đó ai có một. Dạ. Nhiều khâu. Dạ. Gói bên kia hả cô? Bên dạ, kia gói không? Trời ơi. Đây nè, mấy cô đang gói nè. Chào cô. Cô có bánh tét hả cô? Ừ. Dạ. Con cho con lên TV nha. Cho mày lên luôn. Cho mày lên luôn.
Tay lang thang. Em gái đang gói nè ha. Anh tét này có nếp với đậu trắng nè rồi. Nếp đậu trắng. Tài lang thang con. Tài lang thang hả? Dạ. Ê, mày biết đi chỗ nào mà có công việc làm nhiều không? Không. Qua đám giỗ tối luôn kỹ thì lên Ninh Bình đó. Ninh Bình hả? Lên núi á. Trời ơi, trời người ta cảnh khổ lắm, mày biết không? Ăn đủ uống dưới đá đủ không? Ờ, dạ. Mà mày chỉ có mà bánh đông nước mua gạo người để dưới núi nè. Lên đỉnh mày bắt dưới xuống giác lên. Con đâu đi tới ngoại đâu? Con đi không tới ngoại. Dạ. Dạ, không tiền đi tới ngoại đâu. Không có mạnh thường quân, con đi qua du lịch thôi mà không có mạnh thường quân. Dạ, đi quay du lịch với lễ hội mà không có nhận tiền ai hết. Rồi, để giúp khách đang nói nhiều rồi. Con trời, cô gói cho con coi đồ bánh tét nè. Bánh gà miếng mà được. Thôi giờ bắt con với số rồi. Bánh gà quay với số rồi. Cô kia đang gói kìa. Wow. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Ừ, quá đẹp luôn. Tự gói tự khen luôn. Tự khen, tự diễn luôn. Tự diễn luôn. Dạ. Cái này ba gói là cô chỉ nứt thôi. Dạ, cô nứt không? Ừ, cô nứt đẹp. Quan trọng là nứt mới đẹp mới heo heo thôi. Vậy là người gói xấu mình gói đây cũng chẳng đẹp. Dạ. Không? Đẹp. Cái nứt bự mà cái vợ đầu nhỏ quá. Cái này là không có, cái này là kiểu. Cái này là kiểu. Kiểu à, kiểu, ừ, kiểu. Dạ. Nói đầu bự đầu nhỏ. Đầu bự đầu nhỏ. Dạ. Nó nói bự mày. Nó nói lại nó lẹ. Phải nói chậm là ta nghĩ khác. Cô nghĩ gì cô? Nghĩ chuyện khác. Nghĩ chuyện khác hả? Gói quá trời vui rồi. Không quá ăn thì... cơm luôn sáng giờ. Sáng giờ, cơm luôn. Sáng giờ cô gói mấy tiếng rồi? Cô gói mấy tiếng rồi? Không biết mấy tiếng, không có để ý vụ đó. À. Nhưng mà gói vui quá vui. Cái no nghỉ. Bỏ cơm luôn phải không? Bỏ cơm luôn. Mấy giờ sáng? Tại vậy no luôn. Có đang lén ăn bánh tét không? Không. Đồ để trước đó đó, không có sợ đói. Dạ, không sợ đói. Cô nhà gần đây không cô? Nhà cô gần đây không? Đăng. Cần Đăng à. Cần Đăng chứ. Dạ. Cô chú là gì? Con hả? Con tên gì, tên gì? Con Tài Lang Thang. Lang Thang nãy hả? Tài Lang Thang. Tài Lang Thang, còn dạ. Nãy là cái gì? Cái gì nãy giờ Lang Thang không hả trời? Dạ, quê Lang Thang cái gì nè? Ừ. Ba người luôn hả? Ừ. Vậy là nó đi lang thang hết trơn luôn đó cô. Cái dưới lang thang đồng quê. Nó quá đổi đi lang thang hết trơn luôn. Lang thang đồng quê. Lang thang đồng quê. Ờ. Con lại biết lang thang rồi. Đang gói nè cả nhà. Chia nhiều công đoạn lắm. Chắc ở trên 100 người nè gói hả chị? Ngày mai người ta gói gì nhiều nữa hả? Cả ngàn người gói nữa hả? Hàng ơi. Bữa nay cỡ 100 à? Trên 100 người đó phải không? Quá tràn luôn. Đúng luôn hả? Gói bánh tét này có đua nhau không mà sao đông như vậy? À, ai cũng muốn là con quả, cũng muốn giúp ít, dạ. Muốn giúp phụ. Chàng ơi, dắp dò luôn. Nghe nói 4 giờ chiều là xào nếp nhiều nữa. 4 giờ chiều xào nếp nữa.
Cái này trong đó đang chắc nước cốt. Một đòn như là nhiêu nếp gì chị? 350 gram. Ấy xong là mình đẩy qua đây. Wow. Căng, mình chỉ là căng nếp thôi. Căng nếp vô lá. À. À, mình đưa cho anh ta. Giống như là mình chia khâu ra làm. Dạ. Nghe nói là năm nay là tới 8.000 đồng bánh tét hả chị? Dạ. Hèn ơi. Cái này nếp đi xào coi chứ chị? Xào rồi phải không? Thơm lắm chị. Xào nước cốt dừa, thơm. Hay ha, có căng rồi này kia nó đều nhau ha. Dạ. Dạ. Em ở số 10. Dạ. Cái này là kia cho em bưng coi đúng không? Rồi em chào chị nha. Dạ. Đây. Cái cốt dừa nhiều vậy đó hả con? Hèn ơi. Béo lắm. Con ở gần đây nè con. Đây. Rồi chưa kịp rồi ấy luôn là tới tay liền. Xin đòn nữa. Xin về nước tiếp ha. Xin về nước tiếp. Để chuối vô. Nhưng chuối. Không quay phim. Chào chú. Tại con thấy ở trong bếp mà nấu bánh tét toàn là phụ nữ mà, có nên chú là gói đàn ông gói à? Khéo chưa có ai nhìn hai tôi đó. Khéo tay dữ ha. Hơi về Phật. Cái này dễ học không chú? Chú bác mình là có gì đâu mà học. Yeah, khỏi học luôn hả? Chú bác mình là có cà làm sao đó mà làm như vậy. Chứ hồi nào giờ huynh có bánh nè, con không học ai chứ. Khỏi học luôn. Mà nội nhà có thì giờ cứ tiếp tục theo quả làm à. Tự nhìn là tự học à. Dạ. Ông bà để lại ngày xưa, ông bà mình làm cái mình nhìn lén ha. Mình làm tiếp. Có mình sai mà. Dạ. Nhận tới đó mình coi đó mình làm. Mình làm tiếp.
mà người đàn ông mà gói bánh tét là thấy hiếm thấy lắm nha, đâu phải dễ thấy đâu. Thấy vậy khó thấy. Ê, có khuôn luôn hả chị? À. Có khuôn vuông luôn hả? Có khuôn. Wow. Cái gì khuôn vuốt cho nó vuông đều. Nó không dày không mỏng. Wow. Wow. Mà sao nào? Mà sao nói vậy là đưa camera vô bà cụ né liền đó. Nè con bà né nè. Bà ơi bà, bà ơi. Bà ơi, bà ơi. Bà ơi, bà ơi. Bây giờ. Rồi mình đi ra phía trước, mình đi vòng bên cầu bên kia các bạn. Đây là chỗ nghỉ ngơi nè. Hôm nay chưa có ai về nhiều. Nhưng mà người ta về trước là người ta dành chỗ trước. Nắng nóng như thế này mà nằm trong đây hầm lắm luôn các bạn. Xin chào cả nhà nha. Giờ mình sẽ qua cầu Gia Nghị và đi lên ngọn tháp màu vàng. Nắng gì đâu mà quá nắng luôn. Có chiếc ghe dịch nè. Nước nó muốn cạn luôn các bạn. Chiếc vỏ dịch. Đây là khu mộ bà cố, khu thờ đền thờ của bà cố các bạn. Xin để dép bên ngoài nè, hai con rồng trắng cực kỳ là to luôn. Bên ngoài đây là khu mộ của khu đền thờ của bà cố. Rồi bây giờ mình đi chinh phục ngọn tháp chín tầng quá. Bốn chín tầng. Hình như đi vào đây là phải lột dép ở ngoài, lột giày để ở ngoài. Tháp 9 tầng. Màu đỏ.
cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu nha các bạn. Trước khi vào những chỗ nào mà hoành tráng thì mình nên hỏi trước khi mình ghi hình để tránh tình trạng là bị la. Bị la không cho ghi hình. Đây là 18 vị vua hùng. Ở đây cầu thang là nó hình sắn ốc, có một cái trụ đi lên, đi xung quanh cái cầu thang. Đây nè, có cái trụ đưa lên. Quá trời mát luôn, tầng thứ nhất. Cả nhà thấy ngoài ruộng lúa mần xong rồi, người ta đốt đồng á. Tầng này tầng thứ tư các bạn. Mọi kiến trúc ở trong ngọn tháp này thì hoàn toàn giống nhau, nhưng mà một tầng là thờ một người. Đây, cánh đồng thu hoạch lúa xong, nhìn quá đẹp luôn cả nhà. Cánh đồng bao la. Rồi mình lên tiếp kìa. Tầng thứ tư rồi. Càng lên trên là những cái thang này càng nhỏ lại. Thứ năm. Thứ sáu. Đây là cầu thang khác hơn tất cả cầu thang kia, nằm ở trên cao nhất hay sao, vừa một người chui lên thôi. Dạ. Mấy người bự con là không biết lên được không nha. Đây là tầng cao nhất ở trên. Còn nữa các bạn, trên đây thờ Bác Hồ nha. Còn một tầng nữa. Ôi, ở trên đây người ta khóa rồi. Ở trên đây không có thờ ai hết, chỉ để quan sát thôi.
là đây là tầng cao nhất rồi, nếu tính ra là tầng cao nhất được phép đi lên. Còn tầng ở trên cùng là khóa lại. Hướng này là hướng Dinh Đức Cố nè các bạn. Đến đây em xin phép cả nhà em khép lại video. Cô chú anh chị xem video đăng ký kênh và chia sẻ video giùm em. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị các bạn sức khỏe. Em sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật tình hình lễ hội Dinh Trung Sơn, Dinh Sơn Trung. Cô chú anh chị muốn về thăm viếng thì định vị vào xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là biết cái vị trí của Dinh Trung Sơn. Đến đây xin phép chào cả nhà. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Ở xa xa có cánh đồng đang đốt đồng các bạn.